Mình đã học xong điện dần được khoảng hơn một tháng, và trong một tháng đó đã đọc một số sách của các tiền bối khác. Đến hôm nay sau khi được có cơ hội họp chuyện với lại thầy Tổ Quốc Châu, mình đã chốt lại con đường, đó là trước mắt bây giờ chỉ tập trung vào các đại giảng thuật. Trong các đại giảng thuật đó thì mình thấy môn chiêu bản thân mình đã trải nghiệm là vừa học xong chưa cần phải biết quá nhiều, áp dụng môn chiêu đã mang hiệu quả rất rõ cho cái người đã bị đau đớn, và nên mình rất thích cái chiêu môn chiêu đấy. Hôm nay thì xin phép được mời thầy Vũ Văn Hội chia sẻ kỹ thuật cắt dán Salonpas và nhân tiện là chia sẻ luôn về kỹ thuật môn chiêu. Mời thầy. Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên điện trần. Thì trong diện trần có những cái đại giảng thuật nó rất là đơn giản mà khiến cho những người không được học trực tiếp vẫn có thể làm được và ứng dụng rất tốt. Và những cái đơn giản thì nó lại rất là hữu hiệu. Ví dụ trong cái khóa mà cùng học với cả bạn Hạnh, tức là chuyên gia con, thì mình có chữa trong một trường hợp bằng vô chiêu. Thì báo cáo kết quả rất là tốt, nhưng mà phối hợp với vô chiêu để chữa về cái viêm tuyến giáp ấy. Cả lớp đều nhận thấy là sắc mặt của bạn đã thay đổi trong từng buổi học, trong từng ngày. Và mình đã chữa cho cũng rất nhiều trường hợp dùng những kỹ thuật này. Vô chiêu là gì? Vô chiêu là mình không dùng chiêu gì cả, mình cứ dò dẫm trên khuôn mặt và thấy điểm đau là mình sẽ tác động vào đó bằng cách ấn hoặc day, hoặc là phổ biến nhất là dán cao Salonpas. Thế thì trước tiên trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay mình sẽ chia thành hai phần. Phần đầu tiên sẽ là hướng dẫn cắt cao dán Salonpas. Thứ hai nữa là mình sẽ dùng cao dán Salonpas để mình thực hiện kỹ thuật vô chiêu này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn về các bạn về kỹ thuật cắt cao dán Salonpas. Thì cái này mà các bạn có thể mua được ở bên ngoài hiệu thuốc cao dán Salonpas như thế này. Thì bên trong nó có một cái túi này, có 12 miếng. Thì đây là cao dán nóng nhé. Nó sẽ làm nóng cái vùng da của mình lên, tránh chỉ những trường hợp đau sốt hoặc là những người huyết áp cao. Đúng rồi, thì mình hạn chế dán cao này. Tất cả các bạn yên tâm, cái cao dán này thì theo như nhà sản xuất này không được dán, ví dụ như ở đây này, không được dán quá 7 giờ. Và trẻ em dưới 12 tuổi thì lưu ý là hạn chế dán, hoặc dán khi mà có chỉ định của bác sĩ. Và các bạn yên tâm, tại vì trong diện trần mình dán rất là ít. Mình một miếng to như này thì mình cắt ra được rất là nhiều miếng. Thế nên mình dán lên huyệt hầu như là nó không có cái tác dụng phụ gì hết. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được là mình có thể dùng được cái nòng. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt. Các bạn cắt thì để theo miếng dài như này. Và các bạn cắt là cái chiều rộng của nó khoảng 4 mm nhé, 4 mm. Các bạn nhìn vào đây thì thông thường ở đây nó sẽ có khoảng 3 đường rãnh. Các bạn cắt như thế này, nó rất là nhỏ. Đó, sau đó thì các bạn cầm vào cái đầu xanh này, các bạn bóc nó ra như này. Các bạn sẽ để ngửa cái phần dính của nó lên trên. Sau đó các bạn sẽ cắt làm sao cho nó vuông thành hình 4 mm. Đó. Các bạn để ngửa lên như này thì tự động nó sẽ dính trên mặt da. Dính trên mặt kéo như thế này. Và mình sẽ dùng cái cây nhất dương chỉ như thế này. Nhất dương chỉ. Sau đó mình sẽ tìm này. Bây giờ mình sẽ sang đến kỹ thuật là vô chiêu. Mình sẽ gạch một đường dài từ 2 đến 3 cm khắp mặt da. Thấy cái điểm nó khác biệt ấy. Ví dụ chỗ này đau, từ chỗ này đau thì mình sẽ đảo chiều dùng cái đầu nhỏ của cây nhất dương chỉ này. Mình dính lên cái bên cao như này và để cái hình con thoi. Mình sẽ ấn lên cái dán lên cái điểm mà mình vừa tìm thấy là bạn vừa kêu đau. Đấy, như này. Bạn nhìn thấy chưa nào? Mình sẽ để theo hình con thoi như này. Sau đó mình lại tiếp tục, mình sẽ tìm sang các vùng khác. Các vùng khác gạch một đường dài chậm rãi từ 2 đến 3 cm. Thấy điểm nào bất thường. Điểm nào đau. Đấy, không thấy điểm đau thì mình sẽ di chuyển sang điểm khác. Tức điểm đau là các sẽ cảm thấy nó có một sự phản hồi khác biệt so với những điểm khác. Thấy một cái điểm nó khác so với những điểm khác. Ví dụ nó đau hơn này, nó tê hơn này, buốt hơn, hoặc nó sần sùi lên. Thấy cái điểm này nó sần lên này thì mình lại bắt đầu mình đánh dấu, sau đó mình lại lấy cao dán như thế này rồi mình lại bắt đầu dính lên. Đó là sinh huyệt, đúng vậy, đó là sinh huyệt. Sau đó mình lại tìm đến điểm khác, cứ thế mình sẽ tìm khắp da mặt. Cứ thấy điểm nào bất thường thì mình sẽ dán lên. Các bạn yên tâm là nếu mà mình dán không đúng thì nó vẫn không sao, vẫn có kết quả. Và cái điểm đấy chưa hẳn là sinh huyệt mà nó chỉ hơi gợn nên mình dán cũng có kết quả. Thì các bạn dán như này các bạn sẽ để khoảng 8 tiếng. Và hay nhất là các bạn sẽ trước khi đi ngủ các bạn sẽ dán và để qua đêm. Đấy thì cái kỹ thuật vô chiêu này nó là kỹ thuật cực kỳ đơn giản. Thì vô chiêu là gì? Không có chiêu nào hết. Thì cứ tìm thấy những cái điểm bất ổn trong cơ thể mình nó sẽ thể hiện lên mặt da. thì mình sẽ tìm đúng những cái điểm bất ổn đó, mình dán cao lên để cho cơ thể nó tự điều chỉnh, tự khôi phục và nó nâng dần cái sức đề kháng của mình lên và nó có khả năng là tự điều trị bệnh. Đó, dù bất kỳ bệnh gì hoặc là bất kỳ chỗ nào bất ổn mình đều cũng có thể dùng được bộ chiêu này. Đó, tức là kích hoạt cái khả năng tự chữa bệnh của cơ thể, tự lành bệnh của cơ thể một cách tự nhiên nhất, và các bạn yên tâm là hầu như nó không hề có tác dụng phụ gì. Đó, chỉ lưu ý là đối với những cái người mà da quá nhạy cảm, mình dán mà nó quá nóng không thể chịu được thì thôi mình lập tức mình dùng, mình bóc ra, mình dùng kỹ thuật khác. Đó, đấy thì mình vừa trình bày xong các bạn về kỹ thuật cắt cao dán Salonpas và kỹ thuật vô chiêu. Đấy, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công kỹ thuật này và hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.